đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Nam với ca khúc được mang tựa đề Điệu Ví Dặm Là Em, qua sự thể hiện của anh Thành Long. Không, anh chào ông ta, anh chào không được, anh chào vâng, lời đầu tiên cho phép Thành Long xin gửi tới tất cả các chị cùng các bà có mặt của buổi tối chào mừng ngày nay lời chào trân trọng và thân thương nhất.
thương ai là ai quên sao nữa không về anh cứ đùa em nọ cho và nọ sao nên lòng người hát về em nghe hồn dân ca có thơ trong máu thịt không thể dối lòng làm sống dậy một hồn quê đôi hiền tóc em bay ca nhắn đâu gặp gỡ bởi chia xa không nói ngọt nên nói nhưng điều đi theo anh về mãi mãi anh cứ mơ tiếng hát của anh trai Thành Long rất là nhiều, một ca khúc rất là nhiều cảm xúc thưa quý vị.